Kinh Hoa Nghiêm nói Cấp bậc của Bồ Tát Trong thế giới Hoa Tạng Có tất cả 41 cấp bậc Chúng ta thử nhìn lại tịnh độ xem Cửa phẩm tam bối Tứ độ Trong thế giới Tây Phương cực lạc Cùng với ý nghĩa của Hoa Tạng Là một không khác nhưng thế giới của cực lạc và hoa tạng Có nhiều điểm không tương đồng Ở thế giới hoa tạng Nhất định Không được khởi tâm đồng niệm Thì mới có thể chứng được Cấp bậc của Tây Phương Tịnh Độ Thì không cao như thế Chỉ cần quý vị lắng động phiền não Không đoạn chỉ lắng động thôi thì quý vị có thể sanh về thế giới cực lạc Sự khác biệt này vô cùng lớn Cho nên được mười phương chư Phật khen ngợi Hôm qua tôi đã nói với các vị Học Phật Tu tịnh độ Một lòng cầu sanh thế giới cực lạc Còn hôm nay chúng tôi nói vấn đề di dân Di dân sang thế giới cực lạc Nơi đó quan cảnh rất tốt Đó là không gian vũ trụ Mọi thứ trong quốc độ của chư Phật Phước báo vô cùng lớn Không có phước báo nào lớn hơn ở đây Vậy thì quý vị hiểu được Chúng ta phải tu tập phước báo rất lớn Phước báo vô lượng vô biên Tu pháp môn nào đây Niệm Phật A-di-đà Chính là phương pháp này chúng ta mỗi người đều niệm a di đà phật phước báo của mỗi người vẫn có sự sai khác sự sai khác này do đâu mà có do dụng tâm không giống nhau chúng ta dùng tâm tạp loạn để niệm phật còn họ thì dùng tâm thanh tịnh niệm phật vậy chúng ta có phước báo nhưng phước báo của ta không bằng họ tâm họ thanh tịnh người kia dùng tâm bình đẳng niệm phật phước báo của họ lại lớn hơn còn có người dùng tâm thanh tịnh bình đẳng giác để niệm phật như vậy càng lớn hơn nữa không giống nhau phật hiểu thì giống nhưng công đức của họ cảm được thì không giống đây là do sự dụng tâm của chúng ta cho nên trong kinh luôn khuyên bảo chúng ta phát bồ đề tâm nhất hưởng chuyên niệm điều này rất quan trọng phải chú tâm một lòng chuyên chú. Lúc niệm Phật hãy buông bỏ tất cả, trong tâm đừng nhớ nghĩ điều gì khác, chỉ nhớ A Di Đà Phật. Nhất niệm tương ứng nhất niệm Phật, niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật. Chỗ nào có Phật thì có phước Bảo chỗ nào không có Phật thì không có phước Bảo Điều này nhất định phải biết.